Yo, hello, what's up chào anh em nha. Quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó người nha. Chào anh em ơi, bài tập chiến mới từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước với video cho anh em xem video. Phải đầu video nha, xuống like và một subscriber channel phát triển nhanh của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với con đặc chính của tôi anh em. Hôm nay thì tôi sẽ pull sự kiện quẩy qua quả code anh em. Xem mùa này săn tướng các thứ các bạn có dễ không. Đó, trước mắt thì 25 mil qua lô rồi anh em. Zin B anh em, nhưng tất cả không phải là qua lô các bạn. Ok, trước đó thì chúng ta cùng nhau đi cập nhật tình quả cáp anh em. Sáng đi tôi có tổng hợp code rồi anh em. Xem bây giờ bên fanpage thực hiện quả cáp chúng ta đến đâu rồi anh em. À, cái tính năng mới anh em thì tôi sẽ dành cho làm luôn cái vụ tính năng mới anh em. Trải nghiệm hoạt động vòng quay tính năng anh em. À, vòng đai tính năng các bạn. Đây tính năng mới các bạn, tôi sẽ rảnh tôi sẽ làm luôn. Trước đó thì chúng ta có cái sự kiện chào đón tướng mới anh em, Rin B Walo. Hiện tại lượt xe chúng ta vẫn đang còn thiếu anh em, hôm nay là ngày 23, ngày cuối còn sự kiện rồi các bạn. Đây, sự kiện kết thúc vào ngày 23 các bạn nhé, 23 tháng 7 anh em. Hiện tại chúng ta còn thiếu hơn 2 lượt xe ca xe anh em, bạn tranh thủ xe anh em. Phải nói chính xác là 1 ca dưới các bạn anh em, trên xe tranh thủ xe. Ngoài ra thì phần quả code thì tôi có điểm qua sáng nay rồi, không điểm lại anh em. Giờ ghé fanpage coi nào. Đâu về đợt này tướng mới thật anh em, nhưng mà tôi chưa khỏe chính các bạn, không nói qua với anh em rồi, đẹp lắm. Ok các bạn, quay trở lại in game rồi anh em. Ở clip hôm nay thì tôi sẽ bung ra ít nhất là 300 thùng bia các bạn, 339 thùng bia, sau đó thì tôi sẽ up tướng và trải nghiệm tính năng mới các bạn. Ây da, mấy có dễ chơi không? Đục Flamingo Marco khởi đầu khá là êm đẹp các bạn. Mong rằng ra tướng mới anh em nhé. Inbe Wallo đang trông chờ rất nhiều anh em. Hiện tại tướng này đang rất nhiều anh em săn kéo bên kênh còn rất nhiều. Tôi hiện tại còn chưa làm hết được. Mấy ngày hôm nay thì chia sẻ với anh em, hiện tại thì tôi cũng nói với các bạn ơi, tôi bị ngã xe chân khá là đau. Thế nhưng mà mấy ngày nay vẫn đang cố gắng đi làm. Đó, thì các bạn biết rồi, đến kinh phụ các bạn biết rồi, tôi đang phải cố gắng update video. Thì công việc hiện tại ngoài tôi đang hơi bận, các bạn ơi bừa. Thế nên là anh em thông cảm, các bạn xem thì đừng quên để kênh một like và một subscribe của channel, và đừng quên để lại ý kiến các bạn hoặc là ý tưởng của các bạn nếu như có, cảm ơn rất nhiều. Nếu như có vấn đề hoặc thắc mắc gì vui lòng liên hệ fanpage hoặc là Facebook trực tiếp ở dưới phần comment. Trăm 140 thùng anh em vẫn chưa thấy gì hết các bạn, căng đấy nhờ. Shop bọn này. Ok, tới nào. Sisaclao, Marco, Ichiji, các bạn vẫn chưa thấy tướng mới anh em. Trước mắt thì không biết nhờ anh em, nhưng mà tôi chưa thấy tướng mới các bạn. Thề căng thật sự anh em. À, cái sự kiện đánh boss tôi cũng chưa chơi đâu các bạn. Nhưng mà hiện tại sự kiện đánh boss rất nhiều anh em khuyên là 20 rương kim cương đấy không nên đổi các bạn, nên đổi ăn boom. Ở clip mentor thì chắc tôi sẽ cố gắng quẩy xong rồi bung hết sự kiện anh em. Sau đó thì sẽ đi đổ album các bạn để xem nay thế nào. Chi hoài vậy trời, tướng mới đâu ta? Chisa Cloud. Ui, cái này mình có sẵn rồi anh em, mới được 4 form nhưng mà không trông chờ từng này các bạn thật sự. Xin bê quá lô, không ra được tướng nào các bạn, hơn 300 thủ anh em. Trước mắt thì thu về được 145 anh em, 195 đánh boss, 100 có bia vàng. Hai lần tướng Zin B qua lô anh em có thể up 8 sao. Ok các bạn. 150 cốc chưa?
thoải mái khoảng 185 cốc luôn. Ok, giờ tôi sẽ xả cốc bia vàng anh em, 185 cốc bia vàng các bạn. Thấy tướng Zin B mới ra khá là mạnh các bạn, thấy nhiều anh em test rồi, anh em thấy mới 9 sao 10 sao đấm tướng E1 E2 anh em rất là khủng khiếp luôn. Thì hiện tại tôi chưa biết nào anh em, cây thì tôi mới trồng nên là cứ từ từ các bạn. Tướng này từ từ các bạn, từ từ thì mới biết được anh em, biết được Zin B nó mạnh cỡ nào anh em. Cây mới trồng chưa thế nào biết được. Nói chung bên đây thì công việc khá là bừa bộn nên là nhiều anh em hẹn kèo thì các bạn thông cảm nhé. Ngày mai, nó ngày mai ngày tới anh em tôi hoàn tất công việc đến cá nhân xong thì bắt đầu mới nhận kèo những kết của bạn nhiều. Còn hiện tại nên anh em có kèo đập thùng hay là gì thì cứ từ thông thảo các bạn. Hiện tại tôi thấy sự kiện vấn đề đâu các bạn, anh em vừa thấy tôi vừa đập thêm 300 thùng đấy anh em, không ra từ mới anh em biết rồi. Thế là toàn thế này anh em cứ bình tĩnh thông thảo thôi, đó là lời khuyên thật sự các bạn. Ok các bạn, hiện tại tôi sắp xong được 150 thùng bia rồi anh em. Xong 150 thùng bia này chúng ta nhận thêm được 20 thùng bia. Được. 180. 90. 90. Ok các bạn, xong luôn. Ok bạn cứ từng mới coi nào. Thế giờ mà rất im bề vào đầu này khổ không kiện 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 nắm luôn ạ. Biết đâu được anh em. Chúng ta thêm được 25 thùng bia nữa anh em. 50 thùng bia. Ok bạn, 50 thùng bia nữa anh em. Giặt xốp các bạn toàn thế nhờ. Thế ra quả từng mới con nào không ra luôn anh em. 30 năm đỉnh boss các bạn. Ok bạn, tặng thịt thế nào. 350 anh em chân thua. Thế là thấy sự kiện ăn dài các bạn, 560 mấy anh em mới thêm 560 mấy được đánh boss chân thua các bạn. Chưa ăn thua anh em, chưa đâu vào đâu luôn. Ok các bạn, 9k. Trên 10k các bạn ơi, và trên 10k kim cương. Em tôi thì bảo là anh không nên đổi rừng kim cương. Thế nhưng mà cá nhân thì vẫn hơi muốn test các bạn thật sự luôn. Nói anh em các bạn biết rồi, nó lâu lắm mới có sự kiện đánh boss này anh em mới test được nhân phẩm. Nó không mở thì tiếc, anh em mở thì lại không ra gì. Nó giờ chỉ bơm sao làm sao ra được 50k hoặc là 2k mấy kim cương được rồi các bạn. Ok các bạn, em tôi thì có khuyên là anh không đổi cái này anh em, tập trung đổi album đi mà thôi. Chắc chiến đấu anh em, tôi vẫn phải đổi cái này các bạn, đâu rồi đổi album sau. Hai mươi k thì cho anh em tôi đỡ buồn các bạn. 9k dưới các bạn, thề mua này được của nó anh em, 9k dưới kim cương các bạn. Cứ phải gọi là ngon lành luôn anh em. Sau đây ngon lành luôn các bạn, 9k dưới kim cương anh em. Hai ba cách kim cương các bạn được của nó. Ok các bạn, bút đinh. Ok các bạn, căng thật sự anh em. Nhưng nó toàn bộ thông tin quay quả code thì kiện mới này thôi anh em. Clip thì chắc lại xin quyết thôi anh em đây. À, từ từ các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi test tính năng mới các bạn.
bên bỉ, 90 tướng anh em. Ok bạn, 90 tướng anh em. Để xem nào các bạn. Ô, cái kiểu chiến mod này thú vị nhỉ. Rồi tem đánh boss sao anh em? Uno. Ok các bạn xem team này con nào. Ok bạn Victory luôn ạ. Kaido, Zoro tiếp anh em. Rây chư Usopp. Kaido các bạn. Pan với Man. Cô vệ thứ hai anh em. Victory. Ok bạn boss này. Uta, Nami, Mom, Chopper. Jira Hoshi, Buki. Ơ quên, từ từ anh em, thuyền. À, vội rồi. Vẫn Victory anh em. À, lại còn quá thử. À không bạn, hết rồi. Một thứ vẫn phải chờ đợi anh em. Ok, có gì hot tôi sẽ quay bạn ở clip theo. Giờ thì bye bye.